Mến chào cô dì chú bác anh chị em đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog hay vậy. Thì tiếp tục thì buổi tối ngày hôm nay thì em cũng muốn chia sẻ và cập nhật đến cho vị những cái thông tin mà liên quan đến cái vấn đề như là của mẹ con bà Sáu cũng đã gửi những lá đơn kiện ha cả nhà ha. Để tranh giành tài sản với con gái của chú Năm cũng như là tranh giành cái căn nhà để cho nhờ thì đã đồng bằng tiếp tục chia sẻ một số những cái thông tin khá là nóng để gửi đến cho quý vị của chúng em. Thì mới đây một cái thông tin được chính một trong những cái cô đào rất là thân thiết với là chú Năm đã chia sẻ về cái việc là cô cùng với là cô Tài Linh cũng vừa mới về nước để thắp nhang cũng như là thăm mộ cho là chú Năm. Và cái thông tin này cũng rất là vui thôi quý chương chị. Thì và đặc biệt á là có một cái nguồn thông tin mà nói chung là cũng chưa có biết là nó chính xác hay là không, thì mình cũng chỉ nghe là trên mạng họ chia sẻ thôi. Thì cái phiên tòa sắp tới thì hai cô đào này sẽ có mặt để tiếp sức cho con gái của chú Năm trong cái vụ thư kiện. Thì nếu thật sự đây là cái thông tin chính xác thì mình sẽ rất là vui mừng. Còn không chính xác thì nói chung là mình cũng mừng. Tại vì chúng ta cũng biết rằng là cái vấn đề hiện tại bây giờ mẹ con bà Sáu là không có thể nào đủ cái giấy tờ cũng như là pháp lý để tranh giành tài sản với con gái của chú Năm. Nhưng mà họ vẫn là cố tình dẫn dắt bằng những cái luận điệu như là những cái di nguyện của chú Năm. Và mới đây thì bên phía của mẹ con bà Sáu thì cũng vừa mới chia sẻ lại cái clip di chúc miệng, và một lát sau thì Trai Đọc Bằng sẽ chia sẻ để gửi đến quý vị của chương trình. Thì nếu mà em nói miệng thì mọi người chắc sẽ không tin về cái vấn đề là cô Tài Linh về nước. Thì bây giờ em sẽ mở lên là những cái chia sẻ của cô Phương Hồng Thủy để nói về cái vấn đề là cô và cô Tài Linh cũng vừa mới về nước để thắp nhang cho chú Năm. Xin mời quý vị. Chẳng cái dịp này về đó mọi người hỏi sao mà không tới thắp nhang cho chú Vũ Linh, sao không tới trên cái mộ của chú. Thì thật ra cô sợ YouTube quay này nọ cô ngại lắm, nhưng mà sáng đó nhờ con đó, nhờ đi sớm nè, rồi cái mấy nhờ tài xế thôi ghé ngang nhà, lúc đó chưa có ai, cái ghé vô mình thắp nhang, gặp được người cháu của chú Vũ Linh thì vô thắp nhang, rồi cô nói là cũng mong cho anh được an ổn ở bên kia. Cháu cũng nói hôm qua cô Tài Linh có đến cũng như cô đến thắp nhang cho chú một chút rồi về. Thì thật ra cả cô Tài Linh đều là những người gần bên chú cái giây phút cuối. Lúc cô đến khi nghe chú Linh hấp hối thì cô Tài Linh bên kia gọi về, cô thì cũng chỉ khóc thôi. Thì chú thì nằm đó cũng còn giây cái hơi cuối cùng, chú nghe cô Tài Linh nói thì chú cũng chảy nước mắt. Rồi khi cô Linh nói xong thì cô cũng lên, cô nói thôi bây giờ cô chọc chú, thì cô nói mấy câu trong câu đầu hát gì đó, nói thôi Cầm Thanh đưa anh đến đây đủ rồi, bây giờ Cầm Thanh phải đi về, thôi thầy cũng cho anh cái pháp danh như vậy thì anh giống như ngọn lửa ra sáng, thì cái tâm sáng là anh cũng về cõi kia cho an lành, anh đừng có vướng bận cuộc đời này nữa, thôi anh đi bình an. Thì anh cứ chảy nước mắt, thì Hồng Loan rồi kế bên cái đưa giấy rồi cô chậm lại cho chú. Đối với cô vậy là trọn tình, cô cũng không có sợ bị ai nói gì, tại vì đối với mình về mình đọc kinh, mình cầu nguyện cho anh, rồi mình làm những gì đó mình cảm thấy một người Phật tử nên làm cho người đã khuất thì mình làm, không cần phân trần, không cần phải giải thích với một ai. Những gì mình làm lương tâm mình biết mình đã theo Phật, thì người đệ tử Phật, người Phật tử thuần thành nên biết mình làm gì. Thì quý vị cũng vừa nghe là cô Phương Hồng Thủy chia sẻ về cái vấn đề là cô cũng như là cô Tài Linh cũng đã về để thăm chú Năm. Và đặc biệt thì ở trong cái chia sẻ đó thì cô Phương Hồng Thủy cũng nhắc lại về cái vấn đề những giây phút cuối đời thì đều có là con gái của chú Năm là túc trực kề cận, không có nghe là nhắc đến về cái vấn đề mà con gái của cô Sáu xuất hiện ở đó để với những giây phút cuối đời. Mặc dù rất là thương cậu của mình, nhưng mà tại sao không thấy là cô cháu gái có mặt túc trực những lúc cuối đời
để nghe những cái tâm sự hay là nghe những di nguyện của ổng, biết đâu là ổng có thể để lại cho di chúc hay là di chúc miệng sao, tại sao lại cuối đời lại không có vào tận ở bên trong đó để gọi như là tắm rửa hay là lau nước mắt đều cho cậu mình. Mà những người bên phía bên kia thì lúc nào cũng nói là đứa cháu này là những cái đứa cháu là thương, thương cậu, thương ông Năm, và họ bác bỏ những cái lời chia sẻ, những cái lời tâm sự của con gái ông Năm. Chẳng hạn như là cái vấn đề mới đây là trong cái ngày mà chia sẻ thông cáo bố trí đó, thì con gái của ông Năm cũng đã gọi như là tiết lộ về những cái giây phút cuối đời. Thì giấy tờ nhà đất ông Năm đã giao tận tay cho con gái của mình. Thì họ nói rằng là con gái của ông Năm nói như vậy đó là có bằng chứng gì để chứng minh lời nói đó là sự thật 100% hay không. Thì kính thưa quý vị, hiện tại bây giờ đúng thật sự là cái lời nói của con gái ông Năm thì nói ra, hiện tại bây giờ là không có ai làm chứng. Còn mấy đứa nhỏ thì họ không có cho là những cho rằng là những đứa nhỏ đó sẽ nói sự thật, nhưng mà ông bà người ta nói là đi ra đường hỏi già, về nhà thì hỏi trẻ ha. Đó mình là nói cái tục ngữ của ông bà. Nhưng ở đây chúng ta thấy là trong cái đoạn ghi âm ngày thứ 21 là trong cái khúc đó đã có chính miệng là mẹ con bà Sáu đã thừa nhận là cái vấn đề giấy tờ ba của mày đưa mày đâu, ba của con đưa con đâu, đem lên để bàn thờ. Thì đó là một cái bằng chứng quá rõ ràng về cái chuyện mà bà Sáu bà biết được hết những cái vấn đề trong nhà, những giấy tờ đã làm sao, ông Năm đã giao cho ai, bà biết hết. Nhưng mà bà cố tình, và họ nói là bây giờ họ chỉ là tin vào cái bằng chứng là ông Năm đã nói giao nhà số 5 cho con gái của bà Sáu. Nhưng mà cái clip đó thì chúng ta biết rằng nó đã cách đây rất nhiều năm, 2-3 năm về trước, và đang nói trong cái lúc là say xỉn. Và đặc biệt là hiện tại bây giờ cái bằng chứng đó thì nó hơi yếu, cho nên là con gái của bà Sáu đã từ bỏ cái việc mà tranh chấp di chúc mỏm. Như chúc mỏm nè, như chúc mỏm là tự tự con gái bà Sáu nói chứ không có ai nói hết và hiện tại bây giờ là họ nói rằng là họ có trong tay cái bằng chứng mà ông Năm nói là con gái của ông Năm sống tệ bạc, tài sản không cho một cắc, mất cũng không cần con gái để tang. Thì nói thật sự với quý vị là trong cái lúc nóng giận hoặc là giận dỗi con mình gì đó thì ai cũng có thể nói ra câu đó. Cha mẹ mình mà, cha mẹ thì tức, nó lì lắm, tôi nói nó không nghe, tôi khuyên nó không nghe, tôi chỉ nó làm A, B, D, C, nó không nghe, tôi tức, tôi từ nó luôn. Mày là tao không thương mày, tao không cho mày một cách, đừng có để tan tao chứ con mệt. Đó là những cái câu nói giận dỗi của cha mẹ đối với một cái đứa con, nhưng mà nó cũng xuất phát từ là cái tình thương. Mấy ai mà bỏ con bỏ cái đâu, không có bỏ. Giận cả nào giận, nó làm sai thì mình cũng phải là nó đi lạc đường lạc hướng thì mình cũng phải chăm sóc nó, mình phải yêu thương nó thôi. Kể cả bà Sáu cũng vậy, bà biết con bà làm sai nhưng mà bà vẫn là ủng hộ nó, tại vì bà thương con. Bà thấy cuộc đời bà là gọi như là te tua tơi tả rồi, không còn gì hết rồi, bây giờ còn được những cái giây phút cuối cùng hơi tàn lực kiệt thì bà vét được cái gì cho con bà thì bà vét, cũng tội nghiệp á. Bà không có được một cái gia đình hạnh phúc, rồi con gái của bà Sáu đó không có được một người cha đàng hoàng tử tế, cho nên là nó thấy tình cảm của người khác, tình cảm cha con người khác hạnh phúc quá thì đâm ra là nó ganh tị và nó muốn sở hữu, đâu gọi gì đồng sở hữu mà, thì muốn sở hữu tất cả, vừa tình cảm vừa tài sản đó của là cái người đó. Gọi như là cái tính ganh tị ganh ghét nó vẫn ở trong con người, cũng như là tấm cám vậy, nó hai thái cực. Một cái cô tấm hiền ngoan dễ thương đó, chăm chỉ, và một cái cô cám thì tối ngày là ghen ghét ganh tị tham sân si. Thì tiếp tục là họ nói rằng là con còn có những là bằng chứng là ông Năm nói sợ Lon lấy giấy tờ nhà đi cầm cố thì ổng không có tiền chuộc. Cái này thì khỏi lo rồi,
Cái này thì có thể là những cái đoạn ghi âm nó cắt ghép, thì ông Năm chỉ sợ là mẹ con của bà Sáu rồi. Chỉ sợ em của mình là ông Sáu với ông Bảy gọi như là đem đi cầm, không có tiền chuộc thôi. Tại vì không có còn hát sướng được nữa thôi. Chứ con gái của ông Năm hồi xưa giờ người ta đâu có báo. À, có nhân chứng và bằng chứng ông Năm đã đề phòng. À, nó lấy giấy tờ của ông đi làm chuyện xấu nên đã sai con trợ lý đi theo lấy lại sổ hộ khẩu về. Ngay khi nó mượn sổ hộ khẩu của ông đi làm giấy chứng minh mà nó đã nhờ con Kim Nga mượn giùm. Đó. Thì nói chung là họ bây giờ họ không còn gì để nói thì họ đưa ra thôi. Mới đây là đưa ra cái hình ảnh là trong cái ngày đám cưới á của là con gái bà Sáu thì có ông Năm ở đó để trao vàng trao dòng. Tụi nó vẫn tiếp tục là cố tình gọi như là giành giật một cái chữ cha cuối cùng. Trời ao trao sắc cha. Trời ao trao. Trời ao trao thì sao? Cờ ông con nặng cậu hả? Cờ ông con nặng cậu hả? Thật sự là nó không biết là nó làm cái gì mình cũng không hiểu nổi. Không hiểu nổi là những người này đang nó viết như thế này. Hình ảnh như là một người cha với con gái thèm lắm. Hình ảnh là lúc mà ông trao vàng cho nó đó. Có lẽ hằng ngày HL mang trong lòng sự ganh tị HB và căm hận của nghệ sĩ cho nên mới ra tay độc ác với người chăng. Trời đất quỷ thần thì nó đang tự nói là cái con cháu gái nó mới thật sự là cái người ganh tị á. Giá như HL xuống tay xử cứu nghệ sĩ, thậm chí cả gia đình ông mà vẫn không đau đớn khi hiện nay cuộc đời danh tiếng sự nghiệp cả một đời bị chôn sâu cùng bao rác rưởi miệng lưỡi thế gian, mà bản thân tôi và khán giả hâm mộ kêu trời không thấu, chỉ biết khóc thương cho người và mong người yên nghỉ nơi cửa Phật. Không biết tụi nó đang viết cái gì, tụi nó đang gọi như là bị khùng bị điên gì thì mình không biết. Tại vì hiện tại bây giờ là ông Năm đâu có ảnh hưởng gì, chỉ có bà Sáu với ông Bảy là bị chửi thôi, chứ đâu có gì đâu. Thấy không? Giờ nói chung là đem ra những cái lời nói miệng trong những cái lúc giận dỗi của ông Năm ra để đánh cháo khái niệm, để tranh giành tài sản thì nó không có cơ sở. Đúng không? Không có cơ sở. Mấy anh chị trong lúc nóng giận người ta tâm sự với mấy anh chị, rồi mấy anh chị đè ra, mấy anh chị ghi âm người khác với cái mục đích xấu. Thì mấy anh chị mở miệng ra gọi mình là cái người tri kỷ, người thương anh Năm. Không phải, đó là người xấu. Ghi âm lén là một đã phạm tội rồi. Tôi không biết là mấy người đó sống ở nước ngoài sao tôi không biết, chứ ở Việt Nam mà ghi âm người khác là người ta không cho phép là tôi trước mắt phải phạt hết 10 triệu rồi đó. Tôi biết cái điều đó luôn á, ghi âm mà người ta không cho phép là phạt hết 10 triệu. Thứ nhất, cái thứ hai mà sử dụng với mục đích xấu mà làm ảnh hưởng tới người ta, nếu mà nặng thì có thể hình sự luôn đó kìa. Chứ ở đó mà đè rồi ghi âm rồi nhét chữ vào mồm mười đã mất, rồi nói rằng là tôi được ông Năm cho phép. Cho phép thì văn bản đâu, giấy tờ đâu, chữ ký đâu, hoặc là có một cái clip nào ông Năm nói anh cho phép em ghi âm để đăng lên để chứng minh cái điều đó. Tụi bay là cái tụi xấu xa, đi mà ghi âm lén người đã khuất rồi đó, bây giờ đem lên để gọi như là hại con gái của người ta. Người ta chửi là cũng đúng rồi, chứ không phải là người ta chửi sai đâu. Cả đám người hùa vô để mà ủng hộ và binh vực cho cái sai, rồi ủng hộ cho cái đứa cháu gái làm cái chuyện tày trời. Nó mở miệng ra để nó nói rằng là khi mà ổng còn sống thì không ai dám đối xử với gia đình nó như vậy ha. Nhưng mà nó không biết hỏi ngược lại nó một câu là khi mà ổng còn sống thì trước mặt cậu á, nó có dám nói là con của ổng là con nuôi hay không? Rồi mẹ con nó có dám làm đơn kiện để tước quyền làm cha hay là làm con của con gái ổng hay không? Ba người ta mất cách này chưa lâu thì cô chú em, cô chú rồi em họ là kiện trên 10 lá đơn tước quyền làm con. Rồi hằng ngày có những nụ cười là nụ cười nhất thời trong lòng rất buồn. Nếu không có anh chị em gì yêu thương mà đến bên cạnh, nếu không có cộng đồng mạng thì chắc con gái con Năm cũng đã đi theo ba mình rồi. Bao nhiêu việc như vậy nó đã khóc cho là diễn.
còn những người kia thì mỉa mai. Ba mất mà cười, ê cái đám ve kia, xác người tụi bay có sống theo ý của nó không, mà cái đám của tụi bay bắt nó phải sống theo ý của tụi bay. Chỉ có cái đám ve tụi bay ăn trên xác người mới cười được thôi, chứ không ai làm được điều đó. Sao kê đi rồi hãy nói nha. Ta vẫn nhắc lại là cái vấn đề sao kê. Hiện tại bây giờ vẫn nhắc đi nhắc lại cái vấn đề sao kê, nhưng mà nó vẫn im ru ha, không có thấy. Và cái dòng trạng thái mà hồi đó bà Sáu hứa là khi mà chúng tôi xong xuôi hết mọi phần rồi sẽ sao kê chi tiết là công khai này kia cái nọ đó, rồi cuối cùng là bà Sáu bà xóa mất tiêu ha. Giờ là gọi như là im lặng luôn. Thật sự là một cái việc nó còn khuất tất quá nhiều, chúng ta cần phải lên tiếng. Tại vì đó giờ tôi thấy là một cái đám, một cái hữu sự đó đó mà không bao giờ lỗ đâu, nếu chấp điếu không bao giờ lỗ, tại vì đó là cái lần cuối rồi. Người ta sẽ có ơn thì báo ơn, người ta sẽ trả ơn lại, hoặc là mắc nợ thì người ta sẽ trả nợ, người ta đi hết một lần. Đó là lần cuối rồi, tôi nói thầu đám tang chưa bao giờ lỗ. Thiệt. Thầu đám tang chưa bao giờ lỗ. Cho nên mà nói mà cái chuyện lỗ là tôi nghe khó tin. Và tất cả những chi phí trong đó là đã có những người ta hỗ trợ 50% có, người ta đài thọ có. Thì mắc gì gọi như là một đám tang của một ông hoàng như vậy mà lại lỗ, người dân người ta đi vay kính như vậy ha. Mà lại lỗ thì phải đưa ra một cái dấu chấm hỏi. Rồi tiền vàng ở đâu mà lại có nhiều như vậy trong suốt những khoảng thời gian đi hát, đi ca, đi hát, mà cái cô này là những lời nói không đồng nhất. Nó không đồng nhất với nhau là tại vì cái lúc mà trong ngày họp báo mới có, ổng mới mất 2 ngày, nó họp báo nó nói là nó khổ, nó không có tiền, nó phải đem cầm vòng vàng cưới để nó bán hết tất cả, thậm chí là nó mượn tiền luôn là người bạn thân nhất của nó là em Phan Học Á. Là để 100 triệu để mua quyệt mộ. Rồi bây giờ là khi mà cái clip quay cái tủ á, quay cái tủ vàng tiền cả đống á, thì nó nói rằng là đó là tài sản của nó và để trong căn phòng của nó. Mọi người thấy là cái tính đồng sở hữu nó khủng khiếp. Nhà là nhà của người ta, mình là mình chỉ ở nhờ thôi. Thì nó tài sản tôi để trong phòng tôi hay gì cũng được, phòng của tôi. Ghê chưa, tranh giành dữ chưa, mà trong khi là mình là ở nhờ. Nó gọi là cái vụ kiện tranh chấp giành nhà cho ở nhờ. Gian nhiều như vậy mà tại sao không đem bán để lo cho cậu mình, mà phải lên truyền thông mà nói rằng là tôi đi vay đi mượn rồi nghèo khổ, mẹ tôi bây giờ là vô gia cư, không có nhà ở, chắc tôi phải đi làm đơn để cầu cứu. Thấy là nói câu trước là giả, câu sau liền. Bởi vậy khán giả người ta lên tiếng, người ta phản ứng là nó cũng không sai trong cái sự việc này ha. Mình làm truyền thông rồi cũng như là mình làm trên mạng xã hội thì cái gì lời nói mình phải thật để công chúng người ta còn tin tưởng, sau này người ta còn ủng hộ mình. Nói câu trước mà đá câu sau rồi mai mốt là người ta ôi con nhỏ này nó láo, nó xạo, nó thương cậu nó muốn lo cho cậu nó một cái đám hoành tráng, nhưng mà cuối cùng rồi nó lấy tiền của người ta, ta nói là gọi như là mượn qua cúng Phật rồi chưa kể là những cái phần quà mà từ thiện. Bây giờ tiền bạc đó là ở đâu ra, tiền của Mạnh Thường Quân hay là tiền ở trong cái đám, rồi là nào là phiếu là gia đình của ông Năm, nào là gia đình bà Sáu, rồi ghi tùm lum tùm la trong cái phiếu đó. Rồi cuối cùng làm gì, ổng mất rồi cũng phải lôi tên tuổi của ổng ra để gọi như là đi làm tràn lan khắp các trên cộng đồng. Vậy là thương ổng dữ chưa, tại sao mà không để cho ổng yên nghỉ, thấy không? Rồi thì nói chung là buổi sáng ngày hôm nay thì chia sẻ một số những cái vấn đề như vậy để gửi đến cho quý vị của chương trình em. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.